Quay trở lại với kênh của Quang Vũ Vlog ha. Quang đây. Thì hôm nay Quang cũng tiếp theo sẽ có một cái chủ đề cùng cũng muốn lên clip để chia sẻ đến các anh chị em, quý cô bác và nói chung là tất cả mọi người, đặc biệt là dành cho muốn chia sẻ dành cho những cái anh em, những người bạn đang có cái ý định cũng như là đang thực hiện chủ đề làm nội dung YouTube của mình bằng cái con đường là làm sáng tạo nội dung, và nói một cách cụ thể hơn đó là làm vlog giống như Quang đang chia sẻ cùng các bạn ha. Đó là cái cách nói chuyện, chia sẻ về một cái câu chuyện, một cái chủ đề nào đó. Nói chung là sẽ phải tạo cho mình một cái phong cách riêng. Thì như các bạn cũng đã biết, thì phong cách riêng thì chắc chắn là sẽ hoàn toàn không thể nào mà làm vừa ý được tất cả mọi người. Sẽ có người thích, sẽ có người chưa hài lòng, và sẽ có người ghét bạn, ghét Quang. Nói chung là người ta sẽ có những cái luồng suy nghĩ và cái dư luận như vậy. Thì chắc chắn là mình không phải là tiên là thánh. Cũng như các bạn cũng biết á, những cái người ngôi sao nổi tiếng hay là những cái nhân vật có tầm cỡ, người ta như vậy mà người ta còn có người ghét, huống chi là mình là người bình thường. Thì chắc chắn cái việc mà người ta ghét mình, người ta có những cái câu nói nhắm vào mình một cách tiêu cực, thì chắc chắn là điều đó không thể tránh khỏi. Thì cái chủ đề hôm nay Quang muốn chia sẻ cùng quý anh chị và các bạn đó là mình sẽ phải ứng xử như thế nào trước những cái lời comment tiêu cực trên những cái video của kênh mình. Thì khi mà mình làm bất cứ một cái nội dung gì thì đúng rồi, có nghĩa là mình phải có cái suy nghĩ, tư tưởng và một cái định hướng về một cái câu chuyện đó để mình nói ra, đúng không? Thì nếu có người ta cùng cái tư duy, cái suy nghĩ và cái đường hướng trong đầu của người ta giống, gọi là cùng một cái tần số, thì người ta sẽ cảm thấy ok, thích. Người ta sẽ cảm thấy bạn này nói đúng nè, đại loại như vậy, có gọi là cùng tư tưởng. Thì đối với có một số người khác, người ta sẽ không thích những cái điều mình nói. Người ta, một là người ta không thích cách nói chuyện của mình, cái thứ hai là người ta với mình cái tư duy và cái suy nghĩ nó khác nhau. Nhưng mà thường sẽ có một số người, người ta làm lơ, người ta không có thích thì người ta bỏ ngang qua luôn. Nhưng mà cũng có một bộ phận, nói chung là một số bạn, một số người á, thì sẽ nhảy vào chửi mình, nói những cái lời lẽ nó không được gọi là vui vẻ cho lắm. Nói thẳng ra là những cái lời tiêu cực á, nói xấu, chửi rủa rất là nhiều những cái comment như vậy. Và Quang nghĩ không những Quang mà tất cả các bạn nào đó đang xem video này, hoặc là những cái anh chị các bạn đã, nói chung là hiện tại đã thành công á, thì chắc chắn quá khứ họ cũng đã từng trải qua hoặc là gặp những cái comment gọi là tiêu cực, thậm chí là chửi rủa. Thì khi mà gặp những cái trường hợp đó thì chắc chắn mình sẽ có những cái suy nghĩ là tất nhiên là ban đầu là sẽ không vui đó, cảm thấy là hơi bị nản lòng vì những cái video và cái cách nói chuyện và những cái câu chuyện mình đưa ra không làm cho người xem đó, cái người mà comment xấu á, người ta làm cho người ta không vui, người ta không thích. Nhưng mà nếu mà gọi là bình tĩnh nhìn nhận lại thì Quang nghĩ mình phải kiên nhẫn và vững vàng để có thể mạnh mẽ vượt qua được cái chuyện đó. Tại như hồi như hồi nãy Quang có nói là chắc chắn cái chuyện đó nó sẽ xảy ra, mà quan trọng là nhiều hay ít mà thôi. Ít hay nhiều gì mình cũng phải gặp những cái comment và những cái người ta vào, người ta nói xấu mình, đó là cái chuyện bình thường. Quang nghĩ không chỉ trong cái việc mà mình làm YouTube mà trong bất cứ một cái ngành nghề nào, mình làm việc ở bất cứ một cái chỗ nào,
thì cũng sẽ có người thương kẻ ghét mình, có người thích cái tính cách của mình, và sẽ có những cái người người ta không thích như cái tính như vậy. Nhưng mà thường nếu mà quan là những người đó thì thường quan sẽ bỏ qua, và nói chung là mình không thích cái gì đó thì mình sẽ không quan tâm, chứ không có vào mà soi mói mà chửi rủa này nọ. Đó là cái tính của mình như vậy. Nhưng mà đâu có ai mà gọi là toàn vẹn được hết đâu các bạn. Mình không thể nào làm vừa ý được tất cả mọi người. Ví dụ trong 10 người đi, ví dụ mình nói được cho 10 người nghe thì không thể nào 100% người ta ok tán thành hết, mà chỉ có một phần nào đó gọi là, nếu mình nói chuyện gọi là mang cái lại cái giá trị tích cực á, thì có nghĩa là tương đối sẽ nhận được sự đồng tình. Có nghĩa là cái ý của mình đúng á, thì quan nghĩ sẽ tương đối khoảng từ 5 đến 7 người người ta sẽ nghe tán thành. Thì 5 đến 7 người đó chắc chắn không thể nào ok hết những cái cách nói của mình. Nhưng mà ý quan muốn nói là cái ý của mình á, muốn truyền tải là ok, đúng, mang lại giá trị tích cực. Thì cái phần nào đó, cái cách nói chuyện của mình nào đó nhiều lúc vấp váp này nọ, chưa có truyền tải được cái những cái câu nói một cách gọi là dùng cái từ gì ta, gọi là cho chảy á, thì một phần nào đó người ta cũng sẽ bỏ qua cho mình. Còn ví dụ như 2 đến 3 người còn lại người ta sẽ không thích, thì người ta sẽ bấm nút dislike, hoặc là người ta sẽ vào comment chửi rủa. Thì bữa hổm Quang có gặp một cái vài cái comment như vậy. Thì Quang tất nhiên là cái tâm lý của một cái người khi mà đọc những cái comment có những cái câu nói chỉ trích mình, hoặc là nói xấu, nói những cái lời tiêu cực dành cho mình, thì chắc chắn mình sẽ buồn và cảm thấy hơi thất vọng, cảm thấy không hài lòng. Nhưng mà cái giây phút đó mình phải cố gắng để cho nó trôi qua một cách nhanh chóng, và phải bình tĩnh, bình tâm trở lại để mình có thể bước tiếp trên cái con đường, sự nghiệp làm YouTube của mình. Nó nghe cái từ sự nghiệp thì nó hơi quá, nhưng mà mình phải xác định được làm YouTube. Theo Quang nghĩ là mình phải có được cái suy nghĩ ban đầu là mình làm vì cái sở thích đam mê, thì Quang nghĩ cái con đường đi của mình nó mới dài và bền vững được. Còn nếu mình nghĩ YouTube chỉ là một cái cuộc dạo chơi, rảnh thì làm, hứng lên thì làm, không thì thôi, không được có được cái sự kiên trì và bền bỉ làm đều đặn mỗi ngày, hàng tuần gì đó, hoặc là 2-3 ngày là một lần gì đó, nói chung là có cái kế hoạch để đăng video đều đặn rồi, có cái sự xuyên suốt trong cái kênh của mình, thì Quang nghĩ sớm muộn gì nếu mà không những người đó người ta không có chửi rủa hay là comment xấu, thì sớm muộn gì Quang nghĩ mình cũng sẽ bỏ cuộc thôi. Còn khi mình đã xác định được cái con đường đi của mình là như thế nào, hiểu được những việc mình đang làm, thì cái chuyện mà người ta nói xấu mình thì mình phải cố gắng mạnh mẽ để vượt qua. Rất là nhiều người gặp cái trường hợp đó, chứ không phải chỉ riêng mình. Mình phải nghĩ đơn giản là không thể nào làm vừa ý được tất cả mọi người. Và nếu thực sự những cái comment trong những cái video và kênh của Quang cũng như của các bạn mà 70-80% là những cái lời tán thành, những cái lời động viên, những cái lời chia sẻ cùng chung chí hướng, thì Quang nghĩ thì mình vẫn cứ nên tiếp tục cái cách nói chuyện và cái phong cách của mình như vậy, và cố gắng cải tiến mỗi ngày sao cho nó tốt hơn. Ví dụ mình chọn cái góc quay nó tốt hơn, chọn cái phông nền đằng sau nó tốt hơn. Giống hôm nay Quang có quay được cái đằng sau cái tường á, kế bên cái máy lạnh, nhưng mà Quang cảm thấy là nó đỡ hơn cái khi mà quay bên cho các bạn xem một chút xíu vài giây bên đây một xíu. Bạn cũng thấy có một cái số chỗ bên đây nè, bên cái dạng cái tường gỗ bên đây nè, nếu mà Quang quay với cái phông nền đằng sau như vậy thì Quang thấy nó không có đẹp lắm, nên Quang chọn cái góc cái phông nền đằng sau của Quang là cái tường. Còn những cái chỗ này thì Quang sẽ đang sắp xếp để thời gian tới mình trang trí thêm á các bạn, là mua thêm những cái đội gọi là đội trang trí nhìn cho nó đẹp, nhìn cho nó bắt mắt hơn. Và mình gọi là cố gắng cải tiến hàng ngày cái cách làm của mình. Và Quang đặc biệt Quang rất là quý những cái anh chị em, các bạn nào mà vào comment góp ý cho Quang, gọi là có những cái góp ý dạng xây dựng tích cực á, Quang rất là cảm ơn. Có những cái lời chơi cũng có, tất nhiên là không thể nào không có những lời chơi
Quang hay là tất cả các bạn ai cũng sẽ phải gặp, sẽ có những cái comment như là dạng góp ý nha. Quang đang nói cái comment góp ý, ví dụ như em quay vậy là chưa đẹp, cái góc quay chưa tốt, chưa ok, rồi cái cách nói chuyện, cái gương mặt của em như vậy là chưa có được hoàn thiện cho lắm, cố gắng cải tiến. Thì Quang rất là cảm ơn những cái anh em đó. Thông qua video này Quang một lần nữa rất là cảm ơn. Và Quang thấy có bạn Nguyễn Huy, Nguyễn Huy Vlog á, Nguyễn Huy là Huy Vlog gì đó, cũng hay comment góp ý. Quang rất là cảm ơn bạn Huy thông qua video này đã góp ý nhiều cho Quang để Quang có thể ngày một làm tốt hơn. Rồi không chỉ Huy mà rất là nhiều anh chị em khác, rồi Quang rất là cảm ơn vì điều đó. Còn những cái comment hoặc là dạng là họ và chỉ trích, họ chửi mình một cách gọi là thậm tệ luôn, thì chắc chắn mình cũng sẽ, Quang cũng như là các bạn ít nhiều cũng sẽ gặp những cái comment đó. Thì tốt nhất mình nên ẩn hoặc là xóa cái comment đó đi. Thật ra cũng không cần phải báo cáo report kênh của cái người đó làm gì hết. Mình cứ nếu mình làm như vậy thì Quang nghĩ nếu các bạn nào muốn thích thì vẫn cứ report người xấu đó đi. Quang nghĩ đó cũng là một cái cách làm. Nhưng mà đối với Quang thì Quang sẽ ẩn và xóa những cái comment đó đi để cho nhẹ đầu. Không cần phải dính dáng quá nhiều, suy nghĩ bận tâm quá nhiều. Mình buồn trong giây lát thôi và mình phải bình tâm trở lại để mình làm tiếp cái công việc của mình. Cái công việc, tại vì cái công việc này là có cái nền tảng và cái cơ bản đó là thỏa cái niềm đam mê và sở thích của mình, chứ không phải là mình làm ngay từ ban đầu với cái suy nghĩ là làm vì tiền. Nên mình phải cố gắng làm sao đó giữ cho cái tinh thần mình được vững vàng và mạnh mẽ, và không vì những cái comment tiêu cực, những cái lời chửi rủa đó mà mình dừng lại. Vì con đường của mình chỉ có mình mới hiểu là mình đang đi đúng hay sai. Và thực sự là mình phải tin và phải cố gắng làm sao đó đi với cái trang bị trên người mình á, càng ngày gọi là cải tiến hơn về cái cách làm. Thì Quang nghĩ sớm muộn gì Quang và các bạn, các anh chị em, các cô bác cũng sẽ có cho mình những cái thành công, đạt được những cái mục tiêu, những cái kế hoạch mà mình đề ra, có thể là 6 tháng, 1 năm gì đó. Có bạn Quang biết một hai trường hợp có bạn làm từ 1 năm rưỡi đến 2 năm mới bật được kiếm tiền, và sau đó kênh phát triển rất là kinh khủng các bạn. Như vậy mới thấy được là cái sự kiên trì và nhẫn nại bỏ ngoài tai mọi lời thị phi nó có sức mạnh và cái sức ảnh hưởng và quan trọng như thế nào cho cái con đường của mình đi, đặc biệt là làm vlog. Tại làm vlog là chắc chắn không thể nào thiếu cái việc mà mình đưa cái mặt ra mình nói, mà đã đưa cái mặt ra mình nói thì không thể nào tránh được cái vụ mà người ta nói xấu hay chỉ trích hay là chê bai mình về cái cách mình nói chuyện, hay là cái gương mặt của mình, hay là cái cách nhìn nhận của mình về cái câu chuyện đó như thế nào. Chắc chắn không thể nào tránh khỏi. Và thêm một cái nữa là theo Quang nghĩ, nếu các bạn và các anh chị em, quý cô bác nào làm được một cái thời gian lâu rồi đó, cái kênh phát triển tốt, view nhiều đó, like nhiều đó, thì mình có thể bỏ hẳn cái chức năng comment bình luận luôn, để không cần phải nhìn xuống những cái dòng bình luận đó mà suy nghĩ bận tâm quá nhiều ha. Rồi đến đây Quang sẽ kết thúc video và rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi video này cũng như kênh của Quang. Và Quang xin tóm gọn ngắn lại vài giây cái nội dung Quang nói ngày hôm nay, đó là khi mình gặp những cái comment chửi rủa, chê bai, chỉ trích theo hướng tiêu cực nha, 100% tiêu cực chứ không phải là dạng góp ý comment tích cực, thì Quang sẽ không nói ở đây. Quang chỉ đang nói là cái phần chỉ trích thậm tệ, chửi rủa mình, thì mình hãy cố gắng. Nếu mà có buồn hay gì đó thì chút xíu thôi, mình phải bình tâm vững vàng trở lại để tiếp tục làm cái công việc và cái sở thích và đam mê của mình. Cứ làm bình thường các bạn, không có vấn đề gì đâu. Thế nếu thực sự đa số mọi người vẫn đang ủng hộ và đồng tình với cách làm của bạn thì bạn vẫn có cơ hội để phát triển và thành công, theo Quang nghĩ là như vậy. Còn những cái lời chửi rủa, comment không có mang lại cái giá trị tích cực gì cho mình thì mình nên đừng nên có bận tâm quá, xóa hoặc là ẩn cái comment đó đi là ok. Rồi đến đây Quang sẽ kết thúc video và hẹn gặp lại mọi người trong các chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye.